nhưng mà nó đi lên đây rồi nó tấn công về phía sau, cái này mới là động mạch chủ nè. Cung động mạch chủ có cái nhánh này động mạch tại đầu, tim này là của con bò mà có một nhánh động mạch tại đầu. Giờ ăn heo, động mạch chủ nè, từ thắt trái đi lên dòng có hai nhánh nè. Tay đầu này, dưới đầu bên trái. Heo với con chó thì giống vậy, trâu con bò con dê thì vậy. Tức là cung động mạch chủ ở đây có hai, tay đầu trước, dưới đầu trái ở trên. Còn ở trâu con bò con dê thì có một nhánh một động mạch tại đầu. Nếu tôi viên kim chỗ này tôi hỏi động mạch tại đầu, viên đây là động mạch chủ, viên đây là động mạch dưới đoàn động mạch trái, đây là động mạch tai đầu, đây là động mạch chủ, nhớ nha. Thì mình sẽ ghi mấy cái này, không có thèm mở trong này ra chi đâu, ở ngoài này chiếu gì chỗ hỏi ha. Mở đây chỉ cái nó khó khăn. Rồi bây giờ coi tâm nhĩ, nhĩ bên gì? Nguyên cái bó này từ hai cái phổi nó đi về tỉnh nguyên mạch. Một bó bự về nè, ở trong này có nhiều nhánh lắm, là tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải nè, nhánh bự từ trên xuống ở trước xuống tĩnh mạch chủ trước, cái nhánh nhỏ bự nữa mà từ sau đi về tĩnh mạch chủ sau hết à. Đi về thì chỉ có hai nhánh, tĩnh mạch chủ trước, mạch chủ sau về tâm nhĩ phải. Ở bên tâm nhĩ trái thì nguyên cái bó tĩnh mạch phổi thì vậy, vậy thôi. Bên con bò đây, tĩnh mạch chủ trước, nhánh này là tĩnh mạch chủ sau. Cái này nó tùy theo người ta cắt mẫu, người ta cắt cái thằng này, ta cắt sát nên là ta chừa dài là do cái chỗ cái người cắt á, chứ còn nói là nó liền chứ nó đâu có một khúc như vậy đâu ha. Thành ra là mấy em coi cái chủ yếu là ở tâm nhĩ phải sẽ có hai cái nhánh đi về, cho dù bữa nay coi cái tim này thấy gì mai mốt đưa tim khác hỏi mà nó có dài hơn thì nó cũng là tĩnh mạch chủ sau hoặc chủ trước, chứ đừng có thấy ở có bề lớn đây rồi cái chuyện khác không biết là cái gì nha. Bây giờ đây cái rời của con heo đi, con heo này nè, tôi bẻ bỏ cái lá phổi thì mấy em mới thấy được mấy cái nhánh nhỏ này tĩnh mạch phổi, hai bên phổi đi về là nguyên cái bó vô tĩnh mạch chủ trước, ha. Thất trái nè, nhĩ trái, bây giờ thất phải, nhĩ phải, tĩnh mạch chủ trước là cái ống bự này nè, tĩnh mạch chủ sau, ống này, đó. Trái tim này là tim của con chó.